Một buổi chiều đẹp trời đúng không các bạn? Và Ngọc vừa thoát ra khỏi cái studio thì hiện tại Ngọc đang đứng tại công viên Hoàng Văn Thụ. Trên tay Ngọc đang là hai chiếc điện thoại iPhone X cũng như là chiếc điện thoại Renault 2. Và ngày hôm nay thì Ngọc sẽ test camera trên hai chiếc điện thoại này để xem thử là đối thủ nào sẽ mạnh hơn. Cùng Ngọc vào trong video ngày hôm nay nha. Đi thôi. Sau khi đi một vòng công viên Hoàng Văn Thụ, bây giờ Ngọc sẽ đưa ra những cái đánh giá tổng thể nhất cho mọi người về phần camera của hai chiếc điện thoại này nha. Thì Ngọc đánh giá tổng thể là hai chiếc điện thoại này đều có camera tốt, tuy nhiên là mỗi điện thoại thì nó sẽ có những cái điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Và cả hai máy đều đang có giá tốt tại Bello Mobile chỉ từ 10 đến 13 triệu. Tuy nhiên với giá này thì iPhone X sẽ là hàng 99%. Các anh em có quan tâm thì đừng quên ghé vào tham khảo trang web của Bello Mobile nha. Nhìn sơ qua thì các bạn sẽ thấy được đặc trưng của chiếc ảnh từ iPhone thì thường đầm hơn so với những chiếc smartphone Android. Các bức ảnh trên chiếc điện thoại Reno sẽ nổi bật hơn do cả ánh sáng nè, màu sắc hay là phần mềm hiệu chỉnh ảnh. Thì cả hai chiếc điện thoại đều có độ chi tiết ổn và mỗi chiếc điện thoại sẽ có những cái thế mạnh riêng với những đặc trưng khác nhau. Và bây giờ thì Ngọc sẽ đi qua phần đánh giá chi tiết hơn. Đầu tiên thì bây giờ Ngọc sẽ đánh giá trong điều kiện đủ sáng. Đối với chiếc điện thoại iPhone X thì chúng ta sẽ có những cái độ chi tiết nó rất là tốt và các vật thể đều được cân chỉnh rõ ràng, ít có hiện tượng gai mắt. Các vật thể đều được nổi lên, khiến cho các bạn nhìn vào bức ảnh thì chúng ta sẽ cảm thấy là bức ảnh nó được nổi lên, do đó nó sẽ không có những cái chiều sâu như chiếc điện thoại Reno. Tuy nhiên là chúng ta sẽ có độ phân giải 12 megapixel cho hai camera kép của chiếc điện thoại iPhone X. Nhưng mà tuy là độ phân giải 12 megapixel nhưng mà độ chi tiết của iPhone thì nó lên khá là tốt. Thì đây là một cái điểm mà Ngọc bảo đảm là các bạn khi mà sử dụng qua chiếc điện thoại iPhone thì sẽ không quá thất vọng, và chúng ta có thể là những chiếc điện thoại iPhone này luôn luôn chiều lòng được các bạn. Thì Ngọc đánh giá chung là những bức ảnh của chiếc điện thoại iPhone X sẽ có độ phân giải cao, nên khi mà up lên Facebook, độ tương thích của nó cũng phù hợp, khiến cho các bức ảnh không có hiện tượng bể hay là giảm độ phân giải quá nhiều. Về màu sắc thì các bạn có thể là quan sát những cái bức ảnh mà Ngọc show ở đây là các bạn có thể nhận ra ngay luôn là màu của chiếc điện thoại iPhone thường sẽ không quá nổi, tức nghĩa là nó sẽ không bị quá rực rỡ này, kéo màu lên cũng khá là nhiều, nên là tông màu của nó cũng sẽ ở mức vừa phải và cho chúng ta được những cái màu sắc ở trung tính. Một phần là dải màu của iPhone khá là rộng nên khi mà các bạn hậu kỳ thì nó cũng sẽ tốt hơn. Đơn cử khi mà Ngọc chỉnh những cái bức ảnh có trên chiếc điện thoại iPhone, khi mà Ngọc chỉnh lại á, thì những cái bức ảnh ngược sáng thì Ngọc chỉnh lại độ tương phản của nó để kéo lại cái độ sáng á, thì nó các chi tiết nè nó giữ rất là tốt, hay là những cái màu sắc nó lên cũng khá là chuẩn, hay là những cái ánh sáng rồi những cái đường vân, tất cả đều được giữ lại rất là tốt, cho nên là khiến cái việc mà Ngọc hậu kỳ của nó trở nên dễ dàng hơn. Rồi thêm một điểm nữa là màu sắc nó cũng sẽ có màu sắc khá là chân thật, gần với màu mắt mà mình thấy. Tuy nhiên là có một vài bạn đánh giá thì nó sẽ hơi ngã vàng một chút, chắc là do cái tấm nền mà bạn sử dụng. Khi mà Ngọc đổ ảnh lên trên máy tính thì cái màu sắc của nó tương tự với mắt khi mà những cái màu sắc khi mà Ngọc nhìn ở phía bên ngoài. Còn với hình ảnh sẽ được làm theo kiểu bền chứ không có phải là trong trẻo hay là mịn quá, nên là Ngọc đánh giá là nó cũng khá là dễ chịu. Về phần lấy nét thì chúng ta sẽ đẩy màu ở những cái chi tiết phía trước, cho nên là không thể nào xử lý được những cái phần vùng sáng, quá sáng ở phía sau. Cho nên là khi mà các bạn chụp ảnh bầu trời, các bạn quan sát ở đây là nó sẽ hơi bị quá chói, hay là chụp ngược, kể cả là cái bức ảnh này khi mà Ngọc chụp là trong điều kiện chụp ngược sáng, cho nên là nó sẽ bị nhòe và bị tối ở những cái chi tiết ngược sáng. Nhưng mà khi mà Ngọc đổ ảnh lên và nhờ lọc kéo ảnh lại, kéo những cái chi tiết cũng như là kéo sáng màu lên, thì những cái màu sắc cũng như là độ chi tiết nó được giữ lại khá là tốt. Và những cái vùng sáng thì nó không thể nào, do nó giữ được những cái chi tiết ở phía trước ở những vùng tối, cho nên là những cái vùng sáng nó thường bị chóe, nó không giữ được chi tiết và nó cũng không thể nào mà xử lý được những cái vùng quá sáng như thế này. Và các bạn quan sát tiếp về cái phần trên đường xe cộ qua lại nha, thì chúng ta sẽ thấy được là thuật toán thiên về xử lý các vùng tối, nên là nó sẽ giữ lại các chi tiết, cho nên là nó sẽ không có thể nào mà bắt được những cái khoảnh khắc tốt. Và các bạn nhìn thấy là những cái xe đang di chuyển
trên đường thì nó sẽ hơi bị nhòe một chút. Tuy nhiên là đối với một tấm ảnh khác mà Ngọc cũng chụp được tương tự như là tấm ảnh trước á thì nó sẽ tốt hơn. Có nghĩa là cái việc mà bị nhòe bởi cái việc vật thể đang di chuyển thì nó ít hơn và nó tốt hơn so với tấm ảnh trước, cho thấy là thuật toán xử lý trên các tấm hình nó không đồng nhất với nhau. Còn đối với lại tấm hình mà Ngọc đang chụp bồ câu và bầu trời ở đây thì những cái điểm sáng ở trên bức ảnh trên chiếc điện thoại iPhone X này so với Reno 2 trong trường hợp này thì Ngọc đánh giá là tốt hơn, do các bạn có thể nhìn thấy là những cái vùng sáng xung quanh cái mặt trời á thì nó sẽ được thể hiện vân màu nè, hay là những cái ánh sáng đường sáng nó rất là rõ rệt, nó không bị nhòe cũng như là không bị chói quá, hay là kể cả như vậy thì chúng ta vẫn nhìn thấy được những cái đường sáng nha các bạn nha. Rồi về chụp selfie trên chiếc điện thoại iPhone thì nó vẫn là đặc trưng là camera ngược và độ chi tiết cao, cho nên là nó sẽ không phải hiệu chỉnh da nhiều. Cho nên là khi mà Ngọc chụp thì nó show hết tất cả những cái khuyết điểm có trên gương mặt của Ngọc, từ mụn nè, từ những vết nhăn nè, hay là những cái nhỏ nhất như là những cái bóng ở trên cái mắt của Ngọc thì nó vẫn sẽ show ra hết. Chiếc điện thoại iPhone X thì bắt Ngọc đánh giá là nó bắt khoảnh khắc khá là tốt. Tuy nhiên là đối với lại cái bức ảnh như hồi nãy Ngọc show á thì nó thiên về cái chỉnh ngược sáng nhiều, cho nên là nó không thể nào thuật toán nó sẽ thiên về cái việc mà chỉnh ngược sáng, cân chỉnh ánh sáng hơn là cái việc mà bắt cái tốc độ khung hình. Về tốc độ mở app thì Ngọc đánh giá là cái tốc độ mở app của nó tương đối nhanh và thời gian mở app giữa hai chiếc điện thoại như là iPhone X hay là Reno 2 thì nó tương đương nhau. Với chiếc điện thoại Reno 2 thì đầu tiên sẽ là độ chi tiết trên chiếc điện thoại Reno 2 nó vẫn làm tốt, rất là tốt luôn. Và tuy nhiên là các bức ảnh của chiếc Reno 2 sẽ hơi bị gai mắt hơn. Đối với các chi tiết nhỏ thì sẽ nhìn sẽ thấy độ chi tiết của Reno 2 nhỉnh hơn. Tuy nhiên do thuật toán xử lý của mỗi chiếc điện thoại khác nhau, chứ độ chi tiết thì Ngọc đánh giá là chiếc điện thoại iPhone X nó vẫn nhỉnh hơn một chút. Và khi phóng lớn các bức ảnh này thì chi tiết ở các ở những cái bức ảnh thu được từ chiếc điện thoại iPhone X thì nó gọn gàng hơn. Về màu sắc thì chiếc điện thoại Reno nhỉnh hơn, do điều kiện ngược sáng hay là vừa đủ sáng thì Ngọc thấy là những cái bức ảnh này được đẩy màu lên khá là nhiều, và các tông màu xanh lá thì làm cho Ngọc nó được nổi bật lên, làm cho Ngọc rất là thích. Hay là Ngọc đánh giá là những cái bức ảnh khi mà thu được từ chiếc điện thoại Reno 2 thì nó cũng khá là rực rỡ. Còn đối với lại điều kiện những cái chi tiết mà ánh sáng chiếu hẳn trực tiếp vào thì nó sẽ hơi bị chói lên một chút, cảm thấy là chúng ta sẽ hơi bị noise, nhưng mà thật ra không phải, do nó đẩy màu lên quá nhiều. Điểm ảnh hay thuật toán sẽ có kiểu hơi noise. Khi mà chụp ngược sáng thì các bạn sẽ thấy được sự khác biệt rõ rệt giữa hai chiếc điện thoại iPhone X và chiếc điện thoại Reno 2, vì nhìn vào sẽ thấy được chiếc điện thoại Reno 2 sẽ cho được chúng ta những cái bức ảnh nó thích nhìn thích hơn nha các bạn. Các bạn nhìn vào màu sắc là cái thứ nhất nè, cái thứ hai là ánh sáng, rồi cả những cái độ chi tiết về những cái vật thể ở xa thì các bạn vẫn có thể quan sát được trên chiếc điện thoại Reno 2 luôn nha. Và tổng thể nhìn vào hình ảnh của Oppo vẫn sẽ có những cái chiều sâu hơn nè, các vật thể đằng xa vẫn được đẩy màu lên, các chi tiết do đó khi mà Ngọc nhìn vào á thì Ngọc có thể là phân biệt được những cái khoảng cách giữa những cái vật thể này một cách rõ rệt, một cách đặc biệt, và nó có tạo ra cái chiều sâu của bức ảnh cho chiếc điện thoại nhiều hơn. Và vẫn là thế mạnh của Oppo là camera selfie, cho nên là khi mà chụp ảnh thì miệng phải chê rồi các bạn, nó sẽ được làm mềm làm mịn hơn nè, đẩy màu lên trong phút ảo đẹp tức thì luôn. Và Ngọc sẽ đánh giá tiếp trong điều kiện chụp thiếu sáng. Thì đối với chiếc điện thoại iPhone X, tương tự như là cách chỉnh ảnh trong cái điều kiện chụp thiếu sáng trên những cái sản phẩm trước của mình, thì chiếc điện thoại iPhone X sẽ dùng nhiều hạt hơn. Tức nghĩa là thay vì nó tăng cái tốc độ hay là tăng cái độ phân giải lên á, thì nó sẽ cho nhiều hạt hơn, làm cho chúng ta thấy được những cái bức ảnh này nó chi tiết sắc nét hơn, nhưng mà là chỉ là trông có vẻ có độ chi tiết cao mà thôi, vì thực chất thì khi mà phóng lớn thì nó vẫn sẽ bị mất chi tiết khá nhiều. Chính vì vậy là thuật toán của chiếc điện thoại iPhone thì nó sẽ đẩy hạt vào nhiều hơn, cho chúng ta được những cái bức ảnh độ chi tiết nó tốt. Nhưng mà khi mà các bạn nhìn thấy vào những cái vùng sáng, focus vào những cái vùng sáng á, thì các bạn sẽ thấy là nó bị chóe khá là nhiều, cho nên là
không thể nào mà nhìn thấy được những cái vân sáng này một cách rõ ràng hơn được, và nó sẽ có hiện tượng nhòe sang cái vùng mà vùng xung quanh. Cuối cùng là trên chiếc điện thoại Reno 2 trong điều kiện chụp thiếu sáng thì các bức ảnh được làm mịn hơn nè. Các bạn nhìn thấy những bức ảnh nó sẽ không có sắc nét bằng, tuy nhiên là nó được đẩy sáng khá là tốt và màu sắc lên cũng ổn hơn so với chiếc iPhone X. Cho nên là trong trường hợp này thì các bạn sẽ nhìn thấy là trên chiếc điện thoại Reno 2 nó sẽ có cái điều kiện chụp thiếu sáng tốt hơn so với chiếc điện thoại iPhone X, và cho thấy được là cái độ phân giải 48 megapixel cao hơn hẳn so với chiếc điện thoại iPhone X làm hoàn toàn hợp lý. Hồi nãy thì vừa rồi có một chàng trai đòi viết lên cây, nhưng mà may mà nhờ sự can đảm cũng như là dũng cảm của Ngọc, Ngọc đã ngăn cản được cái sự thèm muốn đó của cái bạn nam đó. Nói giỡn các bạn thôi ha. Thì vừa rồi Ngọc đã đi một vòng công viên và Ngọc đã chụp hình thử tất cả những cái hình ảnh thu lại trong cái buổi chiều ngày hôm nay. Và các bạn lựa chọn chiếc điện thoại iPhone X hay là chiếc điện thoại Reno 2, các bạn nhớ comment ở phía bên dưới cho Ngọc biết nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.